Rồi, anh chào tí. Rồi anh chào chào bác Quốc ơi. Dạ em dạ xin chào cô chú anh chị nha. Nay em là nhà vườn Quỳnh Anh, em có lên số cây bonsai cũng biết cô chú anh chị. Em số điện thoại của em là 0989273534. Cũng số Zalo của em luôn nha, quý cô chú anh chị. Hôm gài lên clip rồi toàn là bên tầng thi lên giùm, nay em mạo em lên làm gam lên đại quý cô chú anh chị. Nó có gì sai sót mấy quý cô chú anh chị bỏ qua giùm em nha. Để lên mã đầu tiên là mã 1B cây linh sam, em tòng ống để em quay vòng cho rồi em đổi kích thước cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, em đo quanh thân. Quanh thân đây là 14. Chiều cao là 30. Tổng tán gì là 42. Em đo qua cái ống này. Cái ống sổ của nó là hoành ống của nó là 24 quý cô chú. Đây em đo nè. Cây coi lắc rất có duyên luôn. Cây 1B. Này em ghi theo số thứ tự nha quý cô chú anh chị. 1B. Rồi cây này em giao lưu 600k. 600k em bao ship. Em đổi cây. Em lên mã số 2. Mã số 2 là cũng 2B, cũng là sam ống luôn nha quý cô chú anh chị. Nên sam ống này em có số lượng luôn nha quý cô chú anh chị. Đây nó có cái mặt thẹo ở đây nè, sam em có cắt thẹo, nó cũng có thẹo ở đây nè. Quanh thân đây là 14. Tổng tán em đo đây là 59. Cao là 40. Số 2B cũng xem ống luôn. Coi lắc rất có duyên luôn nha quý cô chú chị. À, cái này em giao lưu là 600k. 600k em bao ship. Em lên mã số 3. Mã số 3 cũng là cây sam ống luôn, sam siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Đây nghe nghe. Rồi hoành thân đây là 14. Tổng tán này là 38. Cao là 26. Cái này em giao lưu là 600k. 600k em bao ship. Đây mã số 4, số 4B. Cũng là sa móng luôn. Bình thân em đo vị trí này là 14 luôn quý cô chú anh chị. Cái tán là 40. Chiều cao là 34. Để em đo cái ghế sổ nó cái chuyện gì. Ghế sổ nó là 23. Quanh ghế ống vô này là 30, 32. À, cây 4B này em cũng giao lưu là 600k luôn. 600k em bao ship. Em mã số 5 là cũng cây linh sam siêu bông luôn quý cô chú anh chị. Cây này có lắc, coi nó dễ thương. Quanh vị trí em đo ngay đây là 14. Chiều cao là 48.
tổng tán chỗ này là 34. Cây 5B này em giao lưu là 500k. 500k em bao ship. Cây mã số 6. Mã số 6B này cũng là linh sam siêu bom ống luôn nha quý cô chú anh chị. Nó đang ra bông nè. Bông nụ nè. Em đo hoành ngay tên cái này là 10 12. Cao này 34. Cái tán chỗ này là 32. Hình xăm mã 6B này em giao lưu là 500k em bao ship. Thì mã số 7 cũng xăm siêu bông quý cô chú anh chị. Cũng tầm ẩm luôn. Đo vị trí chỗ này là 13. Tổng tán chỗ này là 40. Cao là 32. Cây 7B này em vô lưu 600k em bao ship. Cái mã số 8B. 8B là cũng linh sam siêu bông luôn quý cô chú anh chị. Đo hoành ngay đây là 10 15 này. Tổng cái tán này là 38. Đo chiều cao từ mặt bầu lên là 45. Cây 8B này em vô lưu là 600k em bao ship. Cái này đang ra bông luôn, đang lú 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 bông nhóc hết rồi. Cái này nó có cái mặt thẹo ngay đây luôn. Cái mã số 9. Cái mã số 9B cũng xem ống luôn. Chiều cao nó là 42. Tổng tán chỗ này là cũng 46. Hoành thân của nó 13. Cái này em vô lưu 500k bao ship luôn quý chị. Nó có một cục ở đây, nó cắt cái mặt thẹo này. Số 10, 10B. 10B cũng xem ống luôn. Nếu hoành đo vị trí chỗ này là 14. Cái tán nó 35. Cao 40, 30, 35. Cái 10B này em vô lưu 600k bao ship luôn quý của chú anh chị. Thiếu một cái. Theo là em lên cái mã 11 là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy tung nu. Lá tung nha quý cô chú anh chị. Em đo hoành ngay tân chỗ này là 20 21. Cao là 19. Tán nó 32. Em đọt cái hoành đế này.
mình để cho nó chỗ này là 35. Cây 11B này em vô lưu 800k em bao ship. Cây này sạch cây luôn quý cô chú anh chị. Cây này sạch cây. Rồi, xin đổi cây. Em mã 12B. 12B là cũng một cây mai chiếu thủy luôn. Thủy tung nu luôn, hoành 23. Hoành thân 23. Cao 18. Tán ngang 32. Cái hoành đế của nó chỗ này là 42 nè. 11, 12B này em giao lưu 800k em bao ship. Nó đang ra vòng, đang qua ra vòng lát lát nhiều kia. Cái này sạch cây luôn không biết gì anh chị. Cái này sạch cây. Mã 13B là cũng mai chiếu thủy luôn. Mai chiếu thủy tung nu luôn. Hoành thân chỗ này em đo vị trí chỗ này là 19 nè. Cao 18. Tán ngang 30. Cây 13B này em giao lưu 700k em bao ship. Tán nó cũng mạnh nè. Cây này cũng sạch cây luôn. Sạch cây. Ok. Mã 14, 14B là cũng mai chiếu thủy luôn. Không thấy đường luôn, hoành 14. Cao 20. Tán ngang 32. Cái này em giao lưu 900k em bao ship. 19B, 14B. Bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này sạch cây cũng sạch. Thằng nó mình. Em ở 15B là cũng mai chiếu thủy luôn. Đo cái hoành neo chỗ này á, là 19. Cái tán cái chiều cao nó cũng 19 luôn. Cái tán của nó là 35. Cái này em giao lưu 900k em bao ship. Bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. 15B. Cái thuận chậu à. Có. Cây 16, 16B. 16B là cũng mai chiếu thủy luôn, mai chiếu thủy tung nu luôn. Cái này lùng lùng lực lắm nha quý cô chú anh chị. Em đo chỗ này là hoành 3, chỗ này là hoành 34. 34 hoành. Cao là 21. Cái tán ngang là 42. Dầm đế nè. Em đo cái dòng đế luôn. Dòng đế là 65. Cây 16B này em vô lưu là 2 triệu. Em bao ship. Bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây nó có cái thẹo chỗ này.
Để chỗ này em xử lý rồi hết rồi. Cái mặt cắt của nó. Rồi số điện thoại của em là 098 927 3534. Cũng là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Có 17 mà. Có. Xem. Đây là một cây linh sam 86 mã 18B này. Cái thân nó co lắc, cái này người ta đảo thân hồi từ nhỏ đó nha quý cô chú anh chị. Hoành chỗ này em đo chỗ này là 15 nè. Tán chỗ này là 46. Chiều cao lên là 29. Cây 18B em giao lưu 700k em bao ship. Linh sam 86. Dòng linh sam này nó lâu lớn lắm mà anh chị. Để em đo cái hoành đế nó thử. Đế của nó đây. Hoành đế của nó là được 30 37. Cái này em vô lưu là 700k em bao ship. Mã 19B là cũng một cây linh sam 86 luôn rồi quý cô chú anh chị. Đây nó có cái ghế nó lòi ra. Để hoành thân chỗ này em đo là 16 nè. Cao đây, chiều cao nó là 50. Cái tán của nó là 59. Cái mã 19B em giao lưu 700k em bao ship. Mã 20B cũng là linh sam 86 luôn. Để em quay vòng thế em đo. Quanh chỗ này là 15. Chiều cao là 42. Tán của nó là 56. Kèm mã 20B em giao lưu 600k em bao ship. Đây cây mã 21B là cây sam núi trái nha quý cô chú anh chị. Em đo hoành thân chỗ này là 12. Cao là 15. Tán ngang của nó là 34. Này sam núi trái. Này cái này nó chưa ra trái. Sam núi trái mà chưa ra trái. Cái này em vô lưu 900k em bao ship. Hàng mini cái này để bàn đẹp lắm rồi quý cô chú anh chị. Cái này thường chậu luôn rồi, cái này em nuôi hồi từ cái phôi. Em nuôi tông chậu này luôn. Nuôi cái phôi luôn. Mã 22B là cũng một cây sam núi trái luôn. Em đo cái hoành thân chỗ này là 10 cm. Cao là 15. Tán của nó là 34. Cũng sam núi trái luôn. Mã 22B9.
là em bao Bao nhiêu ship máy? 900k, em bao ship. Tài tốt chưa? Được. Chút nữa mới nói giờ đang quay clip rồi. Bà cũng sáu cái bả vậy. Bao ship cả cây lẫn chậu luôn, không có chuyện gì. Rồi lên một cái mai chiếu thủy này, chiếu thủy lá lớn nha quý cô chú anh chị, để đem quen vòng cho da xanh ha, da xanh thủy lá lớn da xanh. Hôm đó chiếu hoành chỗ này là 10 cm nè. Tổng cái tán của nó là 56. Cái này nó già dữ lắm, già luôn quý cô chú anh chị. Nó già dữ lắm, già luôn. Nó có tái luôn, tái lộn thọng luôn. Cây mã 23B này em giao lưu quý cô chú anh chị là 3.500.000, em bao ship. Mai chiếu thủy da đen, ơi da xanh, lớn lớn. Hồi nãy 16 mà 18 giờ em quay lại. Cái số mã 17 quý cô chú anh chị. Mã 17 là một cây tà phúc kiến. Em đo cái hoành ở trên chỗ này đi là 30. Chiều cao nó là 35. Cái tán của nó là 62. Cái cây này nó dài lắm. Cây này nó dài lắm, dài. À, nó có cái lỗ chỗ này, cái lỗ chỗ này chứ không phải là nó bị bọng nha quý cô chú anh chị. Lỗ này nó có lỗ tự nhiên. Rồi cái rễ của nó chỗ này nó có lột tí xíu da chỗ này nè, lột nó không sao. Nó lột chỗ này nè. Không sao. Cảm cây 17B này em giao lưu giá 1.200.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cái này già lắm. Mã 24B là cây tan sen đang ra bông luôn. Con cây nó ra bông. Nó hoành chỗ này, em đo chỗ này là 12 nè. Cao 16. Tổng tán nó là 20. Cây mã 24B này em giao lưu 600k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Đây một cây tan sen, cũng tan sen nữa, 25B. Hoành thân chỗ này là 14. Chiều cao nó 20. Tán nó là 24. Cây này em giao lưu 600k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cây này thuần chậu hết nha quý cô chú anh chị. Cái này em nuôi từ cây phôi luôn á, chứ không có là nuôi cây phôi trong chậu luôn. À, 26B là một cây tăng đỏ lùng lực luôn nha quý cô chú anh chị. Chỗ này em đo chỗ này là hoành chỗ này là 20 nè. Cao chiều cao nó là 15. Cái tán của nó là 29. Cây mã 26B này, cây tan đỏ. Em giao lưu 1.000.000, em bao ship
cả cây lẫn chậu luôn. Mấy cây này là thuần chậu hết rồi quý cô chú anh chị, thuần chậu hết, em nuôi từ cây phôi không, nuôi từ cây phôi trong chậu này luôn. Má 27B này cũng một cây trăng đỏ. Cái này cây thực lắc nè. Em đo hoành cái trăng chỗ này là 19. Chiều cao của nó được 12 cm. Cái tán của nó là được 25. Em mã 27B em vô luôn 1 triệu 2 em bao ship cả cây lẫn chậu. Tám phụ gần nữa ta. Mã 28 là một cây nguyệt quế, lá sáng bông chùm nghe cô quý cô chú anh chị. Để em quay vòng nha. Đo cái hoành như tên cái này là 36 nè. Hoành thân 36. Chiều cao của nó là 72. Tổng tán của nó là 74. Cái này nó buông dây rồi, nó không còn ôm dây nữa nha quý cô chú anh chị. Cái này nó buông dây ra rồi. Cái này nó già lắm rồi. Nó có cái thẹo ở đây. Rồi cái thẹo lỗ hồi còn nhỏ. Đây nè. Đá. À, hành đá luôn rồi. À, cây mã 28B này em vô lưu 3.500.000 em bao ship. Em bao ship em nhổ bầu nghe quý cô chú anh chị, chứ chậu này chậu xi măng. Chậu xi măng em không có ship đi được, nó bể. Cốt nó bằng ngón tay của em. Okay. Rồi tới mã 29B là cũng một cây nguyệt quế luôn quý cô chú anh chị. Nó thuần chậu rồi, em nhổ cái chậu nữa, em nhổ ra. Nhổ ra em chở về cho nó dễ. Này nó hai thân. Hoành chỗ này em đo vị trí chỗ này là 39 nè. Đó, hoành cái tân cái này là 27. Chiều cao của cây là 56. Tổng tán của nó là 80. Cây này nó dài lắm, dài. Cây này người ta nuôi nó già, cái đọt nó sừng sừng lên không, em mới vô dây lại. Cây này già cốt nhạo nó người ta làm sẵn hết ta. Đây nó có cái thẹo chỗ này nè, thẹo người ta cắt người ta đầu bằng tay thôi. Này xương dâm nó đặt kẹo hết ta. Cái đế cho nó chỗ này nó cũng có cái thẹo chỗ này nó quý cô chú anh chị, thẹo đó người ta cắt ở đây. Cây mã 29B này em vô lưu là 3.500.000 em bao ship. Yeah.
cái chân quýt. Mã 30, 30 là một cây kim quýt. Hoành thân chỗ này là 19. Cao là 24. Tán là 36. Cây mã 30B em giao lưu 800k em bao ship. Để nó tải dài. Mã 31B là một cây kim quýt nữa quý cô chú anh chị. Quanh chỗ này là 16. Cao chỗ này là 24. Cái tán nó là 35. Mã 31B em cũng giao lưu 900k em bao ship. Hai cây đây. Đây là mã 32, là mã cũng mã cuối clip của em luôn nha quý cô chú anh chị. 32 là mã 32B là một cây một cặp nguyệt quế. Nguyệt quế đảo thân. Đây, hoành chỗ này là em đo là 11 cm. Chiều cao là 32. Mã 32B là một cặp nguyệt quế lá sáng bông trùm. Em giao lưu 400k em bao ship. Cái này nó có số lượng luôn nha quý cô chú anh chị. Nguyệt quế, nguyệt quế nó có số lượng luôn. Rồi, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã vào xem tin là TK Bonsai cũng ủng hộ em rất cảm ơn. Em xin chào ạ.